Hãng hàng không Mỹ United Airlines dường như vẫn chưa thoát khỏi những vận đèn đeo bám. Bởi kể từ sau sự cố đuổi bác sĩ gốc Việt David Đào khỏi chuyến bay, United Airlines lại liên tiếp vướng vào hàng loạt sự cố khác nữa. Và mới đây nhất, hãng này đã khiến dư luận phẫn nộ với thông tin đuổi một cặp đôi khỏi chuyến bay tới lễ cưới của họ. Cặp đôi Michael Ho và Amber Maxwell đã bị đuổi ra khỏi chuyến bay của United Airlines từ Houston, Texas, đến đám cưới của họ được tổ chức tại Costa Rica. Giải thích cho vụ việc này, phía hãng United Airlines cho biết cặp đôi này liên tục đòi ngồi ở hàng ghế đắt tiền hơn dù không chấp nhận trả thêm phí và từ chối tuân thủ các chỉ dẫn của thành viên phi hành đoàn. Trong khi đó, câu chuyện được cặp đôi này chia sẻ lại khác xa so với lý do trên. Họ cho biết đã phát hiện một hành khách nằm ngủ dọc theo dãy ghế mà họ đã đặt vé trước đó. Không còn cách nào, cặp đôi này đành phải chuyển sang ngồi vào hai chiếc ghế trống cùng hạng, cách đó vài hàng ghế. Đồng thời, họ yêu cầu được chi trả tiền bồi thường cho việc bị mất ghế ngồi bằng cách được ngồi ở hàng ghế hạng cao hơn một bậc so với hạng ghế ban đầu mà họ đặt vé. Tuy nhiên, các thành viên phi hành đoàn đã từ chối yêu cầu này và cặp đôi sắp làm đám cưới bị buộc phải ra khỏi máy bay ngay sau đó.